Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh cờ bạc di cư trên toàn cả nước. Thì đối với anh em thợ đánh cũng biết ấy, hiện tại thì cờ bạc đang di cư từ phía Nam ra phía Bắc rất là nhiều rồi. Thì trong cái video của ngày hôm nay, cơ sở bên em lại xin giới thiệu tới anh em là về cái mẫu keo đánh cờ bạc mà cơ sở bên em đang bán này. Về mẫu keo này là cái mẫu keo A1. Đấy, hàng này thì anh em mua của em rồi thì anh em biết đấy, về cái sự chịu đựng nhiệt độ của nó khá là tốt. Đấy, ví dụ vụ tháng 3 này thì sẽ có những cái hôm thời tiết khá là lạnh đấy và mưa đấy. Về keo này thì nó sẽ dính được, bám dính được nhiệt độ từ 13 độ C đấy, trở lên cho tới là 40 độ. Đấy, ví dụ thời tiết thấp thì keo nó sẽ không bị co cứng nha anh em nhé. Đấy, anh em ra que vẫn rất là dễ. Mà cái thứ hai nữa là nhiệt độ cao thì que nó sẽ không bị chảy. Đấy, bởi vì anh em mua về đánh vạc thì anh em biết rồi. Đấy, cắm bãi vạc đánh bạc mù thì hoặc là đánh mô ấy thì phải phơi nắng phơi mưa. Đấy, thì nếu phơi nắng phơi mưa mà keo nó không tốt, loại 2, loại 3 thì nó sẽ chảy ra rất là bẩn. Và cái thứ hai nữa là nó không còn độ bám dính con cò nữa. Còn là về keo này này anh em này, về cái màu sắc của nó thì nó sẽ có màu sáng trong như thế này, không bị bẩn đục anh em nhé. Đó, không bị bẩn đục. Keo này hàng keo cực kỳ là dẻo luôn anh em, đấy, cực kỳ là dẻo. Đấy, keo này thì anh em ngoài đánh cỏ bạc ra thì anh em có thể là sử dụng để anh em nào xem được, đam mê đánh khiếu, đánh trào màu, chích chòe thì anh em có thể là tham khảo về bộ keo này để đánh triệt để luôn. Đấy, nhiều anh em là ở thành phố ấy, rồi mũi nhiều anh em mua về anh em bôi lên bìa cắt tông anh em đánh ruồi cũng được, để đánh ruồi, đánh chuột. Đấy, chính thức ngày xưa nó là keo đánh chuột nha anh em nhé, keo đánh chuột, nhưng mà sau khi bào chế tốt hơn thì là nó sẽ đánh được ở với cái điều kiện thời tiết cả mưa cả nắng thì bên cơ sở là sẽ hoàn thiện để bán cho anh em là keo bẫy co. Đấy, còn là tiếp theo về phụ kiện tiếp theo thì nó là về que thẻ thì đối với anh em đánh cò trắng hoặc là đánh vạc thì anh em nên sử dụng que tre. Que tre thì nhà em vót nó to, đấy, to. Đấy. Đánh cò trắng hoặc là đánh vạc thì anh em sử dụng que tre 100% que cật nhé, vót bằng tay nhé. Nhiều cơ sở người ta là bán là vót máy anh em ạ, trên máy nó không còn cái cật nữa, rất là dễ gãy. Còn cái này thì độ dẻo thì anh em có thể thấy cực kỳ là dẻo luôn này, đấy, không thể gãy được. Mà tre nhà em là sẽ chọn tre già để làm cho anh em này. Đó. Tiếp theo là que lan cáp quang. Để lan cáp quang thì nói chung là năm ngoái bán thì em bán que là que màu trắng, nhưng mà thấy các bác phản hồi lại bảo đấy màu trắng nó lộ. Đấy thì năm nay là em sẽ sơn với các bác là màu xanh như thế này. Đấy, sơn màu xanh nhé các bác nhé, sơn BU. Với hàng sơn này thì trước khi sơn thì bên nhà em là được ráp qua que rồi, đâm ra là về cái độ bám sơn thì các bác yên tâm. Đấy, yên tâm là nó sẽ không bị bong sơn. Còn hàng này thì em vẫn bán giá hữu nghị cho các bác. Đấy, nói chung là nó cũng đắt hơn số khác một ít đấy, nhưng mà nó tùy từng chất liệu que thôi. Đấy, que ly 7 này thì nó là cái loại que nhỏ. Đấy, tỷ lệ của nó 1 cân thì nó được gần 400 que. Đấy, các bác mua que 2 ly 2 hoặc 2 ly 4, 2 ly 6 thì người ta bán cho các bác là 180 bao ship. Thì nhà em là bán cho các bác là que ly 7 này là chỉ có 200.000 đồng trên 1 cân thôi, bao ship là được gần 400 que. Đấy, còn que 2 ly 2 hoặc là 2 ly 4, 2 ly 6 thì ví dụ 1 cân nó chỉ được tầm khoảng 200 mấy thôi. Đấy, nó rất là đắt và que nó to, nó ngộ, đánh cò thì nó lộ. Còn que này thì ưu điểm nhà em đã sơn cho các bác rồi. Đấy, và các bác chỉ việc vào keo là các bác chiến đấu thôi. Đấy, còn về phụ kiện đánh cò vạc này thì bên cơ sở là một cái mặt hàng chính. Nên là số lượng lúc nào cũng rất là nhiều. Đấy, bác nào muốn chơi cả thùng keo về bán lẻ lại hoặc là buôn ý, thì các bác cũng có thể là liên hệ cho nhà em. Đấy, hoặc là que lại thế này, đồ giá rẻ cho các bác. Đấy, các bác cứ mua nhiều chẳng hạn. Loại que này thì cứ tính cho các bác là chỉ hơn 100.000 đồng trên một cân thôi nhá. Đấy, các bác lưu ý. Đấy, còn keo, thế keo ví dụ như là bán lẻ này đang là 230 này. Đấy, thì ví dụ các bác lấy nhiều thì nó chỉ rơi vào trăm mấy một cân thôi. Đấy, đâm ra các bác cân đối đặt hàng. Đấy, một video thì giới thiệu tới các bác là về phụ kiện đánh cò vạc. Đấy, bác nào mà có nhu cầu mua hoặc là đặt hàng sớm để tránh tình trạng mà cò nó về rồi, vạc về rồi mình đặt hàng nó mất 2-3 ngày ấy. Là đấy, dịch bệnh nó mất 3-4 ngày thì các bác đặt luôn. Đấy, keo này bảo hành cho các bác là được 2 năm. Đấy, để cho vũ này bảo quản được 2 năm. Thì các bác cứ đặt luôn, đặt sớm luôn để đến vào vụ thì mình chỉ việc đi đánh thôi, mình đỡ phải chuẩn bị. Nói chung có sự chuẩn bị trước thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì nhỡ mất một buổi hai buổi cò vạc thì nó cũng phí bao tiền rồi. Đấy, một video thì xin giới thiệu với các bác là về phụ kiện đánh cò vạc. Bác nào mà xem được video này thấy hay thì các bác có thể là ấn đăng ký ủng hộ kênh. Còn đối với bác nào mà có nhu cầu mua thì các bác liên hệ cho em qua số điện thoại ở góc màn hình video. Và bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.